quả gì tròn tròn thế này họ nhỉ? Quả này biết quả gì? Chùa đẹp lắm. Cảm ơn Lâm Dinh. Toàn cái rửa. Sáng chỗ này làm sao mà đi được. Đấy, 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 đấy. Em đi thăm chùa. Chị ăn cơm chưa? Lý Hoàng, chị dâu ăn cơm chưa? Đấy, đấy. Ừ. Ăn gì ăn cũng được hả? Miễn phí hả? À, ừ. Cái mà miễn. Thôi. Hơn 100 món mà con thích ăn thì con ăn. Miễn phí hả? Điều gì miễn phí? Ăn mất tiền nha, ăn miễn phí. Ai cho mình ăn miễn phí cả. Quá hết. Bữa đi Sài Gòn đi thế này không? Thế à? Ừ. Ừ, bảo bữa đi Sài Gòn cũng đi như thế này. Mỗi nơi nó khác nhau chứ. Ừ, một nơi khác nhau. Bề này to quá nhỉ. Chưa hết đâu, cái này thì chỉ đi một phần nhỏ tí tí thôi. Cứ đi được là được rồi. Đi về phần này không hết chỗ. Chỉ đi như này cho tôi biết qua thôi chứ. Thế thì chả thế. Ui, tận vàng thần vàng đúng linh cả chùa Đại Nam đẹp lắm. Dắt vàng là như vậy nè, từ
Ô du vậy nè.